Quý vị và các bạn hãy ủng hộ cho thí sinh Nguyễn Thị Trúc Linh với số báo danh 11 nhé. Kính thưa quý vị, cuộc thi mà Trúc Linh vừa nhắc đến ở đoạn phim tự giới thiệu vừa rồi đó chính là Tiếng Hát Truyền Hình do Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lần đầu tiên vào năm 1991. Vậy là cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình đã sắp bước sang tuổi thứ 23, một khoảng thời gian không quá dài nhưng có lẽ cũng đủ để minh chứng cho một sự sức sống bền bỉ, một sự yêu mến của quý khán giả dành cho cuộc thi và các bạn thí sinh có niềm đam mê ca hát trên khắp mọi miền của đất nước. Trúc Linh nghĩ rằng trong các bạn khán giả đang có mặt tại khán phòng của nhà hát Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng như quý khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ thì cũng ít người đã từng có một tuổi thơ và lớn lên cùng với cuộc thi, phải không ạ? Nhìn lại chặng đường đã đi qua, Tiếng Hát Truyền Hình đã chắp cánh cho những ước mơ bằng việc phát hiện những giọng hát rất triển vọng và đầy tài năng. Và những giọng hát ấy ngày hôm nay đã trở thành những nghệ sĩ được có tên tuổi và được quý khán giả mến mộ. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại hai trong những gương mặt xuất sắc bước ra từ cuộc thi. Giải nhất Tiếng Hát Truyền Hình năm 2009, Tiêu Châu Như Quỳnh, và giải nhất Tiếng Hát Truyền Hình năm 1999, ca sĩ Nam Khánh. Hai thế hệ của Tiếng Hát Truyền Hình sẽ cùng kết hợp thể hiện và gửi đến quý khán giả ca khúc Quê Hương Tuổi Thơ Tôi, một sáng tác của cố nhạc sĩ Từ Huy. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
dù còn yêu nhau chưa hè, mùa lột nước lố bắt cá giữa đường. Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày yêu thương, cho tôi tìm lại, cho sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh và nhóm múa Minh Họa vì một tiết mục thật sự là rất đông đầy cảm xúc. Tiêu Châu Như Quỳnh thân mến, và bây giờ thì cho Trúc Linh được mời anh Nam Khánh ở lại sân khấu và chúc cho bạn ngày càng thành công hơn trên con đường nghệ thuật của mình, và hy vọng chúng ta sẽ có sớm có dịp gặp lại. Và Quỳnh cũng xin kính chúc cho phần thi của chị Trúc Linh diễn ra thật thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn quý vị. Em chào anh Nam Khánh, và anh Nam Khánh thân mến, lúc nãy thì chúng ta đã ôn lại cảm xúc của một thời thơ ấu bằng một ca khúc rất là ngọt ngào và tình cảm rồi. Nhưng mà ngay bây giờ thì chúng ta hãy lùi lại dòng cảm xúc một gần hơn một chút nha. Đó là vào năm 1999, khi đạt giải nhất cuộc thi tiếng hát truyền hình. Bên cạnh những cơ hội thì chắc hẳn có không ít những thử thách. Vậy thử thách lớn nhất của anh lúc bấy giờ là gì ạ? Khi mà Nam Khánh đoạt giải nhất tiếng hát truyền hình năm 99, thì cái thử thách lớn nhất đó chính là cái áp lực về mặt tâm lý. Bởi vì khi mình vừa mới cầm được cái chiếc cúp ở trong tay thì bạn bè và một số người thân tất nhiên là chúc mừng rồi, chúc mừng mình đã đạt giải. Nhưng bên cạnh đó họ có một cái câu hỏi là họ có một câu nói thế này, tức là những ai mà đoạt giải tiếng hát truyền hình thường sẽ rất khó biểu diễn, rất khó biểu diễn ở những sân khấu bên ngoài, rất khó để có thể chinh phục được khán giả. Những khán giả mà hàng ngày vẫn nghe nhạc, tất cả mọi thứ, chỉ có những khán giả xem truyền hình thì may ra mới có thể gọi là đáp ứng được nhu cầu đó. Nhưng số lượng khán giả đó rất ít, và nếu như thế thì đó là một áp lực rất lớn, bởi vì đối với ca sĩ mà nói thì không có khán giả thì ca sĩ đó sẽ chết. Vậy thì đối mặt với thử thách như thế, nhưng mà sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, bên cạnh đó thì anh còn phát triển sự nghiệp của mình ở một lĩnh vực, đó là vai trò giảng viên thanh nhạc. Vậy thì hiện tại thì anh cảm nhận như thế nào về cuộc thi tiếng hát truyền hình ạ? Trước tiên thì Nam Khánh thấy được rằng mình đã có rất là nhiều may mắn khi đoạt cái giải đó, bởi vì đó là một cái bệ phóng đầu tiên. Có thể đối với một số những cái khán giả thì khó tính thì nói rằng là ca sĩ hát tiếng hát truyền hình thì thường là cứng nhắc, thường là khô khan, thường là hát không có cảm xúc. Nhưng riêng đối với Nam Khánh thì Nam Khánh thấy rằng điều đó chưa hoàn toàn đúng chính xác. Bởi vì cái đó nó thể hiện cái trình độ của người ca sĩ. Ít nhất anh phải có ca sĩ là có một cái trình độ nền, về cái nền, về cái kỹ thuật thanh nhạc. Trên cái nền kỹ thuật thanh nhạc đó anh mới thể hiện cảm xúc nó có chiều sâu hơn. Nếu thiếu đi cái nền kỹ thuật thì cái sự thể hiện cái chiều sâu về cảm xúc sẽ thiếu hụt đi rất nhiều. Bởi vì nếu mà vậy thì ca sĩ mà đoạt giải nhất tiếng hát truyền hình, anh ta có được cái bệ phóng đầu tiên đó, trên cơ sở đó anh ta phát triển lên, anh ta mở rộng ra, anh ta có thể tìm hiểu hơn những người ca sĩ mà không có kỹ thuật. Vậy thì cái chiều sâu cảm xúc của anh ta chắc chắn sẽ hơn rất nhiều, và cái sự thành công sẽ hơn rất nhiều. Đó là điều mà Nam Khánh cảm thấy rất là tự tin vào cái điều đó. Như anh chia sẻ thì
Trúc Linh nghĩ rằng là không chỉ những ca sĩ bước ra từ cuộc thi tiếng hát truyền hình cảm thấy tự hào, mà quý khán giả cũng cảm thấy rất là tự hào về cuộc thi, vì những đóng góp của những thế hệ ca sĩ cho nền âm nhạc nước nhà. Và có một thông tin vui nữa, đó là vào đầu tháng 10 năm nay, cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 2013 sẽ chính thức được khởi động. Vì vậy, những khán giả truyền hình, những người có đam mê ca hát, hãy nắm bắt cơ hội này nhé. Và đến đây thì Trúc Linh xin được cảm ơn anh Nam Khánh đã đến tham gia giao lưu cùng với quý khán giả trong chương trình hôm nay. Chúc anh ngày càng thành công hơn trên cả hai lĩnh vực ca hát và giảng dạy. Nam Khánh xin được kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chúc cho phần lưu của Chúc Linh thật là thành công tốt đẹp. Vâng, xin được chúc mừng thí sinh Chúc Linh và một lần nữa xin được cảm ơn ca sĩ Nam Khánh và ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh đã hỗ trợ cho bạn trong phần thi vừa rồi. Và trong phần thi vừa rồi thì chúng ta có cơ hội được nghe ca khúc Quê Hương Tuổi Thơ Tôi. Thì Quỳnh Trâm không biết là anh Duy có những cái cảm xúc như thế nào khi nghe những ca khúc với giai điệu trữ tình như vậy. Tuy nhiên với Quỳnh Trâm thì nghĩ rằng là những ca khúc viết về tình yêu quê hương đất nước bao giờ cũng chiếm một vị trí rất là quan trọng trong lòng khán giả. Và khi nói đến tình yêu quê hương đất nước thì chắc chắn chúng ta cũng có dành một góc tình cảm rất đặc biệt để hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Và thưa quý vị, trong những chương trình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát sóng thì luôn luôn đồng hành với những sự kiện lớn diễn ra trên khắp đất nước. Và hôm nay thì chúng tôi cũng mong muốn giới thiệu đến quý vị về một chương trình để chúng ta có thể đóng góp và thể hiện tình yêu đối với biển đảo của Tổ quốc, đó là đóng góp cho quỹ Vì Trường Sa Thân Yêu, Vì Tuyến Đầu Tổ Quốc, và chương trình cũng đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi của mọi tầng lớp nhân dân. Vâng, đợt vận động này bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 năm 2013 cho đến hết 24 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2013 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Truyền thông Đa Phương tiện VTC phối hợp thực hiện. Và đến tham gia chương trình ngày hôm nay tại nhà hát Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng rất mong rằng quý vị khán giả tại đây cũng như là khán giả đang theo dõi trên làn sóng truyền hình của kênh HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta hãy cùng lấy điện thoại và thực hiện một cái hành động nhỏ của mình, đó chính là soạn tin nhắn với cú pháp Trường Sa viết liền không dấu gửi đến tổng đài 1408, và mỗi tin nhắn như vậy của quý vị sẽ có giá trị đóng góp 16.000 đồng cho quỹ Vì Trường Sa Thân Yêu, Vì Tuyến Đầu Tổ Quốc. Để từ chương trình thì sẽ có nguồn kinh phí để hỗ trợ trang bị về cơ sở vật chất và phương tiện vận chuyển cho lực lượng hải quân, các chiến sĩ ở các điểm đảo của Trường Sa cũng như là nhà giàn JK1. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thêm nguồn vốn để hỗ trợ đào tạo nghề cho các chiến sĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ từ Trường Sa trở về đất liền. Và chúng tôi rất mong quý vị cũng sẽ thể hiện hành động và tình yêu quê hương biển đảo của mình bằng cách làm như thế. Rất cảm ơn quý vị. Vâng, còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không khí của đêm thi ngày hôm nay. Chúng ta sẽ được gặp gỡ với một cô nhân viên ngân hàng nhưng lại có niềm đam mê rất lớn đối với công việc dẫn chương trình. Một thí sinh số báo danh 13 phải dự thi vào tối thứ 6. Đó chính là bạn Nguyễn Thụy Thùy Vân. Xin một tràng pháo tay để chào đón thí sinh của chúng ta. Kính chào quý vị khán giả, tôi tên là Nguyễn Thụy Thùy Vân, hiện đang công tác Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu. Đúng là có khá nhiều thử thách khi nuôi dưỡng ước mơ trở thành một người dẫn chương trình. Thế nhưng lần này cơ hội đã đến với tôi và tôi sẽ cố gắng hết sức để nắm bắt và để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng tất cả quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đến với đêm chung kết đầu tiên của cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ lần thứ 8. Quý vị thân mến, sân khấu hôm nay đẹp lung linh, chắc là cũng làm cho không ít khán giả của Chuông Vàng Vọng Cổ nhớ lại sân khấu giả chiến của cái thời mà phải khó khăn lắm mới mua được một chiếc vé xem cải lương. Nhiều người thì cặm cụi cả ngày để bắt được cả chục ký cua đồng, những người khác thì đổ mồ hôi gánh tới 10 gánh nước. Có khi đi xem về còn bị mẹ đánh đòn, đau lắm, nhưng trong dạ vẫn thấy vui vì đã được xem hết tuần. Xưa nay vẫn vậy, càng yêu cải lương bao nhiêu, người mộ điệu lại quý nghệ sĩ bấy nhiêu. Chính tình cảm đó đã giúp nghệ sĩ vượt qua nỗi quạnh hiu khi màn nhung khép lại để dâng trọn cho đời tiếng hát đam mê. Sau đây, xin quý vị hãy đón nhận lòng tri ân của họ qua bài tân cổ được mang tên Tầm Vương Tơ, tân nhạc của nhạc sĩ Minh Ngọc, vọng cổ của soạn giả Hoàng Song Việt, qua giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Quế Trân, chuông vàng Võ Minh Lâm và phần minh họa của vũ đoàn Vầng Trăng.
sân khấu bừng sáng lung linh, cung bậc ngũ âm dạt vào ngân gia diết, tạm gác buồn vui giữa dòng đời náo nhiệt, bao kiếp tòng dùng tâm huyết trải đường. Rực rỡ giai tuồng quá thân, khóc người cười khóc người ơi, mong đem tiếng hát lời ca cho đời. Dương mang lấy nhịp cầm ca, thăng cầm mấy đôi tình yêu cháy bỏng đem cả tâm tư mà trút sợi tư lòng để làm nên từng giai điệu sống động thăng hoa trong mỗi tâm hồn. Nơi đó không còn những mảnh đời sang hèn dính nhục, mà chỉ có nguồn hạnh phúc khi được cất lên tiếng hát lời ca. Nơi mở cho đời một thế giới bao la, có giận để biết thương, có quan trái để biết nhân tình ấm lành, có bồi dâm để thấy được thủy chung, có đen bạc tình đời mới nhận ra điều nhân. Hồng trên sân khấu cho tình yêu khơi nguồn bừng
gian khó không làm mỏi gối chồn chân, dừng bước dịu nhau trong hành trình nghệ thuật. Với người nghệ sĩ luôn sống trong tình thương công chúng, như món nợ dâu xanh mang tròn kiếp con tầm. Xin tri ân tấm lòng mộ địa, nguyện suốt đời ghi gắn trong tim. Sĩ và vũ đoàn Vầng Trăng. Dạ, xin phép nghệ sĩ Quế Trân cho Thùy Vân níu chân anh Minh Lâm ở lại sân khấu một chút để chuông vàng đầu tiên của cuộc thi có thể chia sẻ chút ít kinh nghiệm diễn xuất cho các thí sinh đêm nay. Dạ, cảm ơn chị. Xin chào quý vị khán giả, chào Thùy Vân. Dạ, xin chào anh Võ Minh Lâm, chuông vàng đầu tiên của cuộc thi này. Trưởng thành từ cuộc thi chuông vàng vọng cổ thì anh Võ Minh Lâm đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người mộ điệu, và đặc biệt là tài hóa thân của anh khá tài tình. Từ vai một chàng trai nông thôn chất phác cho đến bạo chúa Lê Long Đỉnh, khán giả đều cảm nhận là anh thể hiện tròn trịa lại tự nhiên nữa. Nhưng thật ra thì tuổi đời của anh còn rất trẻ, mới 24 tuổi thôi. Không biết là anh Võ Minh Lâm đã gom góp kinh nghiệm diễn xuất cho mình như thế nào ạ? Như Thùy Vân được biết thì người nghệ sĩ thì hầu như ai cũng có một trí tưởng tượng phong phú, và bản thân Lâm cũng vậy. Ngoài sự chỉ dạy từ những bậc tiền bối ra thì Lâm còn phải vận dụng những kinh nghiệm, những vốn sống từ ngoài xã hội để làm đầy thêm về tâm lý của nhân vật và làm rõ nét hơn về tính cách nhân vật mà mình thể hiện. Thí dụ như là khi diễn vở Đứa Con Không Tên thì Lâm đóng vai Thành, một người chồng có số phận bi thảm đã phải đau đớn tìm vợ giữa cơn mưa tầm tã. Và Lâm chưa từng trải qua nỗi đau này bao giờ hết. Dạ, chưa từng trải qua thì... Và chính vì thế mà Lâm muốn thẩm thấu được những gì mà nhân vật đã trải qua bằng cách là Lâm dầm mưa để tìm cảm xúc. Dầm mưa? Một mình anh Minh Lâm dầm mưa lạnh đúng như rồi. Vậy? Dầm mưa giữa đêm tối để mà hiểu được cái lạnh, cái rét như thế nào. Và Lâm cảm thấy rất là lạnh và... Chịu không nổi có phải không ạ? Đúng rồi, nỗi đau này Lâm chịu không nổi. Và Lâm đã hòa quyện vào cùng với tâm lý nhân vật để hóa thân trọn vẹn vào cái vai diễn đêm hôm đó. Thảo nào mà anh hóa thân vào vai diễn này tự nhiên và cảm động lắm quý vị ạ. Những cái trải nghiệm thực tế như vậy đúng là sự hy sinh của người nghệ sĩ. Bên cạnh đó thì hóa trang cũng đóng góp một phần nho nhỏ trong việc bộc lộ rõ nét tính cách của nhân vật. Với ngoại hình này thì hóa trang vai xấu, vai đẹp không thành vấn đề. Nhưng mà Thùy Vân đang thắc mắc là không biết vai xấu xí thì sao ạ? Thật ra vai phản diện đầu tiên mà Lâm tham gia đó chính là vai vua Quỷ Riết trong vở Cải Lương Nàng Xê Đa. Để diễn xuất đã khó rồi, hóa trang nhân vật làm sao cho thật là rùng rợn, thật là ma quái lại càng khó hơn. Ngày hôm đó thì Lâm đã sáng tạo nhân vật của mình bằng cách là gắn những cái móng giả và sơn đen chúng. Như vậy là nó sẽ dài, ghê đúng lắm. Đúng rồi, thật là ghê rợn. Và mọi thứ gần như là chỉnh chu nếu như ngày hôm đó keo không có bị khô và một cái móng tay giả của Lâm bị rơi xuống đất. Dạ. Và nếu mà đi vào sân khấu thì... Khán giả sẽ cười liền. Khán giả sẽ cười vì rớt móng tay giả hết hả? Thế là không biết phải làm như thế nào. Bây giờ làm sao quý vị? Đúng rồi. Làm sao ạ? Trong cái tình huống cấp bách đó thì chỉ có một phương án cuối cùng. Đó chính là vừa thoại vừa phối hợp nhịp nhàng với từng động tác làm cho từng móng tay của mình rơi xuống đất. Trời ơi, từng móng tay rơi xuống. Anh làm như thế nào? Anh diễn lên một chút ạ? Rìm. Rồi đây, mi sẽ phải hối hận cho những hành động của mình. Không lâu lắm đâu, ta nhất định sẽ trở lại. Đang đẹp như vậy mà còn ghê nữa quý vị ạ.
Và thật là bất ngờ dạ. Vì như hôm đó vai diễn của mình đã thành công ngoài sự mong đợi của mình. Dạ, rất cảm ơn anh, đây là kinh nghiệm quý báu cho các thí sinh. Rất cảm ơn anh và chúc anh cũng như các đồng nghiệp sống mãi trong tim người bằng những lời ca. Cảm ơn em. Trời ơi, Phương à. À, Quý có biết không, tôi rất là sợ khi mà tôi ra như vậy người ta sẽ cười tôi đó mà. Trời ơi Thành ơi, bây giờ phải làm sao hả Thành? Không biết làm sao nữa, tôi dẫn chương trình tiếp đi. Cảm ơn thí sinh, cảm ơn thí sinh Thùy Vân, nghệ sĩ ưu tú Quế Trân và nghệ sĩ Võ Minh Lâm. Dễ thương không? Dễ thương. Quá dễ thương. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ thay đổi không khí một tí để đến với một chương trình có vẻ là sang trọng vô cùng. Đó là chương trình mà cái cô bạn đứng kế bên tôi là cái người luôn luôn xuất hiện. Thưa quý vị, đó là giải thưởng truyền hình HTV Award. Và với giải thưởng chương trình truyền hình lần này, chúng ta sẽ đến với một người dẫn chương trình hoàn toàn mới, không phải là Hồng Phượng, mang mã số 02, Phan Thị Tu Trinh. Xin kính chào quý vị, tôi là Phan Thị Tú Trinh, hiện đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh. Tú Trinh tham gia sinh hoạt các phong trào của đoàn trường, của hội sinh viên từ khi là sinh viên năm nhất đại học và gắn bó với công việc của một người dẫn chương trình đến nay cũng đã được 4 năm. Và càng tìm hiểu, chính là càng thấy rằng công việc của một người dẫn chương trình quả thật là không dễ dàng. Chương trình sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Trinh có sở thích là ẩm thực và đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, nhưng nơi mà Trinh khao khát muốn đến nhất trên thế giới này đó chính là huyện đảo Trường Sa của Việt Nam. Trinh xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, đêm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một chương trình rất đặc biệt của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, giải thưởng truyền hình HTV 7 năm một chặng đường. Thưa quý vị, được tổ chức thường niên kể từ năm 2006, giải thưởng truyền hình HTV đã mang các khán giả và các nghệ sĩ đến gần với nhau hơn. Chúng ta cùng vinh danh và cùng ghi nhận những đóng góp, những nỗ lực của các nghệ sĩ cũng như là bình chọn và ủng hộ cho nghệ sĩ mà mình yêu mến. Trong chương trình đêm nay, quý vị sẽ cùng nhớ lại những khoảnh khắc đáng nhớ, ấn tượng của giải thưởng truyền hình HTV và cùng gặp lại các gương mặt nghệ sĩ đã đạt giải thưởng qua các năm. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp lại nữ diễn viên kịch nói được khán giả yêu thích nhất của giải thưởng truyền hình HTV năm 2007 và nam diễn viên chính phim truyền hình được khán giả yêu thích nhất giải thưởng truyền hình HTV năm 2011. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng chào đón diễn viên Ốc Thanh Vân và diễn viên Hòa Hiệp với tiểu phẩm Khát Vọng. Xin mời quý vị. Đợi một chút xíu. Lẹ lẹ lẹ, mở cửa giùm, nhanh nhanh. Trời ơi, có chuyện gì mà thấy ghê vậy? Mở cửa. Trời ơi, cái gì vậy? Ê, Thiếm ơi, Thiếm ơi. Bà, đi đâu vậy? Tôi cần nặng không biết đường. Dạ, bà Thiếm đi đâu vậy? Tôi bị đánh ghen. Bị đánh ghen hả? Trời đất ơi, bị đánh ghen. Đi ra ngoài cho người ta đánh đi. Hả? Không được. Ra ngoài người ta đánh tôi rồi sao? Chứ cô đứng ở đây, người ta vô ta đánh tôi làm sao? Không có sao đâu, cùng lắm bể đầu thôi hả? Không được, như vậy không có được. Bây giờ á, chuyện của cô tự ra phải giải quyết ha. Đi. Tôi ở đây chút xíu. Không có được. Bây giờ tôi nói cô nghe nè, cô không, cái này là Thiếm không, cái này bà mà nhìn từ trên dưới giống như bà đờ gì đó. Bà đờ lại biết bà gì không? À, bà điên á hả? Đó là cô nói chứ tôi không có nói đó nha. Cho nên cô đứng đây mà tôi lại thanh niên trai tráng như thế này, người ta sẽ dị nghị chết, cô hiểu không? Cho nên cô làm ơn làm phước, cô đi ra ngoài giùm tôi đi. Yên tâm đi, tôi không có hãm hiếp anh đâu. Trời ơi, cô nghĩ sao cô nói cái điều đó vậy? Bây giờ tôi nói cô nghe nè. Đúng rồi, cô ở đây chút xíu, vợ tôi về, vợ tôi sẽ ghen. Vậy cũng vậy, vợ anh cũng ghen nữa hả? Miếng này đàn bà là ghen. Xí, không đi được. Biết sao không? Bị gì? Đau bụng. Đau bụng sao đau? Ôi da, mới ăn hải sản uống sữa tươi. Trời đất ơi. Ôi da, chết. Uống chi giờ đau bụng trời. Nói thiệt. Bây giờ gì này, tôi nói cô nghe nè. Bây giờ cô đau đây đúng không? Thì cô ngưng đau đi. Rồi tôi dẫn cô ra ngoài cô đau tiếp. Không được. Trời ơi, ở đây là nó. Đây đó. Bà đau. Bà vô tôi lém liền đi. Bà đây, tôi chết tôi à. Tôi vô liền, cho tôi chút tôi ra liền. Rồi
ơi, tai nạn gì vậy trời, tự nhiên không bà điên vô nhà mình vậy trời. Trời ơi, đánh ghê ra ngoài kia đánh đi, tự nhiên không vô nhà đánh, lỡ như lát cái ai vô đánh mình trời, trời ơi chết rồi bây giờ sao đi. Xong chưa bà điên ơi? Trời ơi, từ sáng giờ có cái kịch bản mà viết cũng không có xong nữa. Đã vậy gặp cái bà điên toàn chuyện gì đâu không à. Trời ơi, cái gì vậy trời? Xong chưa? Bà điên ơi, bà điên. Chào anh. Xin chào em. Dạ chào anh. Xin chào nàng tiên. Em xinh đẹp như nàng tiên vậy đó. Dạ. Ủa bà điên đâu vậy? Ai anh? Cái bà điên bắt đau bụng mới chạy vô trọng đó. Dạ em nè. Giỡn hoài. Em nghĩ thì sao? Nãy bà điên như điên vậy đó. Thiệt. Thấy ngốc. Mà bây giờ đẹp lộng lẫy. Tôi nè. Em mà khi em đau bụng là em vậy đó. Em giải quyết xong là em về nè. Vậy là có nghĩa là em có phép thuật hả? Đi không em vậy sao em vậy đó hả? Trời ơi hay quá ta. Ở ngoài đây từ bà điên vô trong toilet ra cái thành nàng tiên. Dạ em đã xong rồi. Em cảm ơn anh đã cho em mượn toilet. Em đi nha. Đi đâu mà dội mà vàng vậy nàng tiên? Em không ở đây được đâu. Trời ơi không được. Biết sao không? Anh nói là người ta dị nghị đó. Người ta kệ người ta đi. Mình phải đạp lên dư luận mà sống em à. Không được anh ơi. Vợ anh về. Trời ơi đánh hết chết đó. Vợ anh hả? Bà điên mới có vợ. Còn nàng tiên không có vợ. Vậy hả? Ê. Nhưng mà em ngại lắm. Thôi em đừng có ngại. Khi mà em tới nhà anh rồi á thì em cũng phải cho anh mời em một ly nước đúng không? Dạ. Bây giờ em uống gì? Nước ngọt, cà phê sữa đá, uống bia. Thôi trà đá nha. Làm gì vậy? Dạ em bỏ thuốc độc vô ly. Quên. Cái gì em định hại độc anh à? Em bỏ thuốc bổ vô ly. Thuốc bổ? Dạ. Anh nhớ cho anh coi phim truyền hình đó. Mà anh thấy thường thường mà rắc lại bỏ thuốc mê không à? Hey, đừng nói là em định hại đời cho anh nha. Anh ơi em không có ý định đó, anh đừng có hiểu lầm em. Thiệt, tại vì em sợ là anh làm việc nhiều, anh suy nghĩ nhiều ảnh hưởng tới não bộ của anh, cho nên là em cho anh uống thuốc bổ để anh đỡ mệt thôi hả? Nói vậy là em lo cho sức khỏe của anh đó hả? Dạ. Em bỏ thuốc bổ vô cho anh uống đó. Dạ. Trời ơi anh cảm động quá. Dạ. Anh mời em uống. Em không có nhu cầu uống thuốc bổ anh ơi. Không. Bây giờ em phải chứng minh đây là thuốc bổ thì em phải uống. Không, bây giờ em uống thì anh đi hả em hả không? Cái này thấy quen vậy ta. Đây. Không, cái này quen. Trời ơi, cây súng nè. Cái này bắn chết đó nha. Cái gì vậy? Hả? Sao lại chỉ súng vào bàn tay của tôi? Tao là cướp. Giỡn hoài. Nghĩ sao đẹp vậy mà ăn cướp? Giỡn quá. Tao không đánh nhầm mày. Đưa tiền đây. Tôi làm gì có tiền mà vô đi cướp. Nói láo. Một năm viết biết bao nhiêu cái kịch bản, bán cho bao nhiêu cái hãng phim mà dám không có tiền của mày. Đúng rồi, tôi viết rất là nhiều kịch bản rồi tôi đưa cho các hãng phim, hiểu không? Hãng phim đọc xong rồi quay rồi chiếu mà không có đưa tiền. Đừng có lý sự. Một, đưa tiền không? Không có tiền. Hai, đưa tiền không? Đã nói là không có tiền mà đừng mà. Ba, đưa tiền không? Tôi nói là tôi không có tiền. Trời đất ơi, bắn chút xíu xuống đây nhanh vậy trời. Ủa, cô bắn tôi mà cô cũng xuống đây nữa hả? Tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Tỉnh gì? Nhìn coi. Trời đất ơi, cô tỉnh quá ha. Cô vô đây, cô đem xuống con nít vô đây, cô chơi với tôi làm sao? Vậy mà anh cũng chết á. Thì tôi nghe cái đụng cái tôi tưởng là bắn rồi tôi chết. Chưa tỉnh đó hả? Anh không thấy tất cả những cái tình huống xảy ra trong nhà anh nãy giờ nó quen lắm hả?
Hồi nãy giờ tôi thấy cái những cái tình huống này tôi thấy quen quen, mà tôi không nhớ là tôi đã gặp ở đâu rồi. Tập 20, Quân đội 15, Trang số 6. Hả? Đừng nói kịch bản của tôi nha. Trời đất ơi. Trời ơi, đúng rồi. Đây nè, chính chủ. Kịch bản của tôi. Trời đất ơi, cô thuộc luôn hả? Từng phân đoạn trong kịch bản của tôi luôn hả? Tôi chính là diễn viên chính trong bộ phim mới nhất của anh đó. Wow, trời, tôi hân hạnh quá. Tôi được diễn viên chính thuộc tuồng. Công nhận nha, ông hãy khen chứ. Cô diễn quá xuất sắc, quá hay luôn nha. Nhưng mà góp ý, tình huống nãy giờ giả trân à, nó vô lý nữa. Nghĩ sao bị đánh ghen, một bà điên vô toilet la ra xuất hiện nàng tiên sau rồi ăn cướp. Trời ơi, vô lý quá à, cô ơi. Cô đóng, cô phải hợp lý cô mới đóng chứ. Vô lý quá. Vậy mà tôi góp ý không ai thèm sửa trơn á. Đạo diễn bắt tôi diễn như vậy đó, nhà sản xuất bắt tôi diễn như vậy đó. Tôi không hiểu nổi luôn á. Tại sao có một cái kịch bản phim nó vô lý tới cái mức như vậy? Không hề có đường dây nhân vật, không hề có chuyển biến tâm lý. Bản thân tôi nè, tôi là diễn viên, tôi còn không thể nào tôi tin được. Tôi hỏi anh, khán giả nào mà tin được, khán giả nào mà cảm nhận được chứ? Sao cô nói mà tôi thấy nhột nhột. Hình như là tội phạm là tôi thì phải. Anh có biết là trước đây á, tôi mến mộ anh dữ lắm không? Tôi rất là thích ngòi bút của anh. Nhưng mà tại sao bây giờ anh biến chất rồi? Sao anh thay đổi quá vậy? Cô thông cảm đi. Bây giờ thị trường phim ảnh đang phát triển, tôi phải làm việc như vậy thì mới kịp tiến độ để giao kịch bản cho các nhà sản xuất chứ. Lại là cái điệp khúc này. Tôi nói thiệt với anh, tôi là diễn viên, tôi rất cần những nhân vật của tôi. Tôi cũng rất cần những vai diễn để có thể đến gần hơn với khán giả. Nhưng mà với những kịch bản vô lý đến mức như thế này, xin lỗi anh, tôi không cần nữa. Và tôi cũng không thể nào đóng được. Tôi thấy cô nói đúng đó. Nãy giờ tôi chứng kiến những tình huống mà tôi viết ra, tôi thấy nó còn vô lý. Thì làm sao mà cô đóng nè, rồi khán giả xem người ta cảm nhận được. Sao dạo này tôi xuống tay dữ vậy trời? Giờ tôi phải làm sao đây? Sao chăng gì nữa? Anh lo anh chỉnh sửa cái kịch bản của anh cho nó hợp lý đi. Rồi tìm lại chính mình đi. Anh phải trở lại là một người tác giả kịch bản giống như ngày xưa, có tài và có tâm. Có nghĩa là quay lại từ đầu đó hả? Vậy đi, cho tôi còn có cơ hội đóng phim của anh nữa chứ. Tôi cảm ơn cô. Hứa nha. Tôi hứa, cảm ơn cô nhiều lắm. Xin được cảm ơn cho pháo tay vừa rồi của quý vị đã dành cho diễn viên Thanh Vân và diễn viên Hòa Hiệp. Và Tú Trinh cũng xin được mượn tràng pháo tay đó để bắt đầu phần trò chuyện của mình với hai khách mời của chúng ta trong đêm nay. Hôm nay Trinh đã chọn một bộ trang phục khá là lộng lẫy, nhưng mà khi đứng cạnh diễn viên Thanh Vân thì vẫn còn không được tự tin cho lắm. Lúc nào chị cũng xinh đẹp mà. Có một điều mà tôi Trinh nhận thấy là diễn viên Hòa Hiệp và diễn viên Thanh Vân cũng có rất nhiều điểm chung. Đặc biệt là tuy hai anh chị là đạt giải thưởng truyền hình HTV ở những năm khác nhau, nhưng sau đó thì không chỉ ngày càng biến hóa hơn, linh hoạt hơn trong diễn xuất, mà còn đảm nhiệm thêm nhiều vai trò khác ở những lĩnh vực khác nữa. Vậy thì động lực nào đã giúp cho cả diễn viên Thanh Vân và diễn viên Hòa Hiệp hoàn thành thật tốt nhiều vai trò như vậy? Đó, động lực chính là vậy nè. Tất cả những gương mặt của khán giả ngay trước mặt Vân, ngay trước mặt Hiệp, những tràng pháo tay của khán giả, và khi mình nhìn xuống, mình thấy là khán giả chuyển động cơ mặt theo từng trạng thái tâm lý cảm xúc của mình á, thì đó là những cái động lực rất lớn. Vân nghĩ rằng là nếu như không có khán giả thì Vân sẽ không có đủ tự tin để mình có được cái động lực để cố gắng hơn nữa, hoàn thiện mình nhiều hơn nữa. Và giải thưởng truyền hình HTV Award mà Vân có được cho riêng mình á, đó là một cái điều khiến cho Vân cảm thấy rằng là mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để mình sẽ không bao giờ phụ lòng tin yêu của tất cả khán giả. Giống như ốc Thanh Vân nói là phải có sự khán giả, đó chính là tình yêu rất lớn của khán giả dành cho diễn viên, cũng như là tình yêu của diễn viên dành cho khán giả. Hai cái cộng hưởng đó cùng đụng với nhau. Và cả tình yêu của những bạn diễn dành cho nhau nữa. Sự ăn ý với nhau nữa. Và với những cái sự tin yêu của tất cả quý vị khán giả dành cho Hòa Hiệp, ốc Thanh Vân cũng như là tất cả các anh em nghệ sĩ đã đoạt giải HTV, thì đó chính là động lực giúp cho tụi Hiệp phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bởi vì khi mà đạt được cái tình yêu của khán giả đã khó rồi, mà giữ mãi cái tình yêu đó trong lòng khán giả càng khó hơn.
Như vậy là chúng ta nhận thấy được trách nhiệm của người nghệ sĩ khi mà đón nhận được rất nhiều tình cảm từ quý vị khán giả, đúng không ạ? Và với tư cách là những nghệ sĩ đồng hành cùng giải thưởng truyền hình HTV, nếu như có những đề xuất để cho giải thưởng của chúng ta vào những mùa trao giải năm sau trở nên mới mẻ hơn và các khán giả có nhiều cơ hội để bình chọn cho những nghệ sĩ mình yêu mến, thì không biết là diễn viên Thanh Vân và diễn viên Hòa Hiệp có những đề xuất gì không? Anh Hiệp có ý kiến gì không? Đương nhiên là Hòa Hiệp có ý kiến rồi. Ông Thanh Vân có ý kiến gì không? Vâng, thì Vân nghĩ rằng là nếu như trong giải thưởng truyền hình HTV á, mà có thêm giải thưởng dành cho những diễn viên trẻ mới vào nghề đi và họ được vinh danh thì chắc là đó sẽ là cái động lực lớn lao lắm đối với họ. Còn Hòa Hiệp thấy là cái ngành nghề nghệ thuật của chúng ta có rất là nhiều cái hạng mục rất là hay, rất ý nghĩa. Chẳng hạn như hạng mục MC duyên dáng nhất, đúng không ạ? Mình còn thiếu hạng mục này đúng không? Biết đâu thì trong những năm tới sẽ có hạng mục này thì sao? Như vậy là chúng ta sẽ nên có thêm những hạng mục khác trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật để cho các khán giả của chúng ta có thể bình chọn cho những nghệ sĩ mà mình yêu mến. Công chúng bây giờ rất khắt khe, nhưng nếu như các nghệ sĩ lúc nào cũng giữ được nhiệt huyết và tấm lòng của mình thì chắc chắn là sẽ luôn có chỗ đứng trong lòng khán giả. Một lần nữa thì xin được cảm ơn diễn viên Thanh Vân, diễn viên Hòa Hiệp đã cùng đến Bến Đích Giao Lưu ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục phần sau của chương trình với người dẫn chương trình Quốc Bình và Quỳnh Trâm. Một lần nữa rất cảm ơn hai diễn viên Thanh Vân và Hòa Hiệp đã hỗ trợ cho phần dự thi của thí sinh Phan Thị Tú Trinh. Vâng, thưa quý vị, để có thể nói là trong giải thưởng truyền hình mà có được theo nhiều hạng mục thì một số người cũng phải hụt mạng để có thể chạy làm sao mà cho kịp để mà có được mặt trong cái danh sách đề cử đó, và hy vọng là năm sau sẽ có giải thưởng cho MC truyền hình. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ trở lại với cuộc thi người dẫn truyền hình, người dẫn chương trình. Chúng tôi xin mời toàn thể quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ một thí sinh duy nhất đến từ Hà Nội, đó là Bùi Đức Bảo, mã số 10. Xin chào quý vị và các bạn, tôi tên là Bùi Đức Bảo, là một trong 8 thí sinh lọt vào vòng chung kết của cuộc thi người dẫn chương trình 2013, là thí sinh duy nhất của Hà Nội lọt vào vòng chung kết. Đức Bảo cảm thấy hết sức vinh dự, đồng thời cũng rất hồi hộp, bởi vì tới đây Đức Bảo sẽ có cơ hội được thể hiện khả năng của mình, được trao dồi những kỹ năng trong công việc, và quan trọng nhất là được hỏi từ những con người rất giỏi tại nơi đây. Vì vậy, quý vị và các bạn hãy ủng hộ cho Đức Bảo với mã số 10.